Chào tất cả mọi người. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái mẹo để có thể chỉnh sửa những cái lồi cơm áp suất, những cái lồi áp suất đa năng này. Nó bị mới cái lỗi của nó là bị xì khí nhá, tức là bị hở hở khí, hở khí dẫn tới xì hết xung quanh hoặc linh tinh ấy, dẫn tới là nó không tạo được áp suất được và sẽ gây cháy cơm nhá. Cụ thể là mình đang sửa cho khách với cái lồi mà khách mang tới cho mình bảo ấy là nó bị cháy cơm. Thì mình có test qua đây, mình sẽ test qua cho chúng ta tham khảo này. Mình vừa cho một ít nước rồi nhá. Và cái lồi này thì vẫn chạy bình thường. Ví dụ mình nấu chế độ fast cook nhanh này thì là 10 nhá. Thì bắt đầu dưa leo nó đóng tạch này. Nó đang được cấp điện nhá. Và đang cấp điện thì bắt đầu đốt nóng lên để bắt đầu nó tạo ra áp suất. Tạo áp suất thì bắt đầu là khi mà áp suất đạt được ấy, thì bắt đầu cái số 10 này này nó sẽ giảm về 9, 8, 7, 6 rồi giảm về 0 thì nó sẽ là keep way là 9 nhá, 9 cơm nhá mọi người nhá. Nó là như vậy thì bây giờ mình sẽ test thử để xem nó hở như nào để mình sẽ xử lý nhá. Các bạn chờ một chút chút để xem nó hở như nào đã. Chưa? Ô bánh rồi à? Rồi, sao ta biết đang sang thì ngay cho cô biết nào. Bạn Mai đặt thứ như này đã đúng chưa nào? Như vậy là nó xì hết khói ra mặt bên này và bên này nhá. Chúng ta sẽ để ý nó còn là cái khoang này. Thì với cái lỗi bị xì như này thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra gioăng của nó. Thì đây cái gioăng của nó đây này mọi người này. Cái gioăng này thì nếu mà chúng ta để ý thấy nó ví dụ nó bị đang xì ở cái khu này này thì chúng ta để ý có một vết bị dán nó cắn hoặc là bị chuột nó gặm ấy, dẫn tới bị sứt hở ở đây ấy, thì chúng ta phải đi mua gioăng thay nhá mọi người nhá. Nhưng cái này thì mình có nhìn qua thì gioăng không việc gì cả. Thì có thể xảy ra trường hợp ấy là gioăng nó lâu ngày nó bị lão hóa nó không kín ấy, thì chúng ta có thể mở nổ nôi ra và chúng ta sẽ đảo. Chúng ta cạy ra chúng ta sẽ đảo cái mặt này lên mặt mặt đây để cho nó ép vào cái mặt nồi nấu ấy các bạn ạ. Chứ là tóm lại chúng ta thử lật nó xem có được không nhá. Đấy là một cái giải pháp đầu tiên nếu mà chúng ta nhìn mà nó không bị rách gioăng các bạn ạ. Nhưng cái này thì khẳng định là mình đã nhìn qua rồi nó không rách gioăng nhá. Thì tiếp theo ấy, khi chúng ta nấu tiếp ấy, mà nó vẫn bị hở ấy, thì có thể nguyên nhân ấy, là do trong quá trình khách dùng ấy là mang đi mang lại mọi người ạ. Mang đi mang lại thì dẫn tới là bị đập, dẫn tới là có cái mặt phẳng của cái nồi này này. Chúng ta để ý nhá, cái mặt gioăng này này nó sẽ nằm ép, khi ép xuống nó sẽ nằm ép kín khít vào đây để tạo áp suất tạo kín nhá. Nhưng cái chỗ này nó hơi lõm này các bạn này, thì chúng ta sẽ thể dùng búa hoặc là dùng kìm cho nó bửa lên cho nó tạo một cái mặt phẳng ấy. Nhiều trường hợp mình gặp ấy là bị xì ấy, là do khách quăng quật cái lồi này dẫn tới bị cong lén một bên, dẫn tới là cái độ kín của nó không được thì nó cũng xảy ra như thế nhá. Đó chỉ cái này chỉ liên quan đến phần cơ khí thôi. Còn trường hợp như này nữa thì khó hơn này và cũng hay gặp hơn này và cũng là liên quan đến nhảy lon ấy. Đó là chúng ta phải hiểu rằng khi mà nó nấu nóng nhá, cái mâm nhiệt này sinh nhiệt này. Nó sẽ đốt nóng nhiệt lên và cái nước này sẽ sinh nhiệt. Sinh nhiệt thì nó sẽ bốc hơi thì nó sẽ sụp sủi và nó sẽ tạo áp suất kín bởi vì nó đã bịt kín hết rồi mà. Nó tạo áp suất vì là nó sẽ tạo sự giãn nở nó lén xuống dưới. Nó nén xuống dưới thì lâu năm nó nén xuống dưới cảm giác như là chúng ta lắp vào là rất là lỏng. Như cái này chúng ta lắp vào này nó có độ xê dịch như này này. Nó rất là lỏng thì cái này khó hơn ấy thì có nhiều trường hợp ấy thì mình có thể nó lỏng như thế thì chúng ta sẽ làm như này này. Chúng ta có thể bửa cái này rất là cứng, chúng ta dùng kìm chúng ta bửa làm sao cho để khi chúng ta đóng ấy nó càng lén, nó càng ép lén xuống là càng tốt nhá thì nó càng chặt nhá. Hoặc ngày xưa mình còn có cái trò ấy là mình tháo cái mâm nhiệt này ra này. Nó sẽ có ba con ốc bắt vào, sau mình sẽ dùng ba cái lông đen bằng nhau mình kê ở ba con ốc ở vị trí đấy để tóm lại là mình dùng một cái phương pháp là nâng cái mâm nhiệt này cao lên một chút. Thì nâng cao hơn một chút thì tương đương với là cái đáy nồi đáng nhẽ nó cái nồi đáng nhẽ nó nằm như này thì bây giờ mình nâng nó lên thì nó sẽ lên được cao như này một chút thì như vậy là nó sẽ ép kín hơn thì chúng ta có thể là loại bỏ được cái bị hở như thế và nó sẽ chạy được bình thường nhá. Và khi nâng lên như thế thì kiểu gì chúng ta cũng phải chỉnh được cái dưa leo áp suất ở dưới. Đây mình cho mọi người tham khảo dưa leo bởi vì khi nâng như thế nó sẽ sai khác. Nó sẽ sai khác về về chế độ giãn lở. Thì ở đây nhá, chúng ta sẽ để ý này. Đây là cái bo nguồn, nó có cái biến áp xuất từ để tạo ra một cái nguồn 12V và 5V cho phần điều khiển. Nguồn 12V thì cấp cho con dưa lè thôi, con dưa này đóng sẽ cấp nguồn cho cái mâm nhiệt này này. Lại nghe điện thoại, lại quên nói đến đâu rồi. Thì 12V nó cấp cho con dưa lè này nhá, nó cấp cho mâm nhiệt này. Và tiếp theo nó sẽ hạ ra 5V, nó đi theo cái 5V nó nuôi cho vi xử lý. Nó sẽ đi theo cái cáp này kết nối với cái vỉ điều khiển ấy, nó có led hiển thị rồi các phím bấm nhá mọi người nhá.
thì nó sẽ có một con dơ le áp suất này, để khi mà nồi đạt được áp suất thì nó sẽ ép cái đáy nồi xuống, thì cái tương đương cái này nó bửa này, nó sẽ tách hai cái dây đen này ra, tách ra khỏi nhau, nó không dính nữa, thì nó sẽ đưa vào cái cáp này, hai cáp này chúng qua kết nối rồi, nó cũng đưa qua cái cáp này để lên cho vi xử lý biết được là đã tạo được áp suất. Khi đã tạo áp suất thì con vi xử lý sẽ hiểu là sẽ đưa lạnh ra, là không đóng dơ le nữa, để coi như mâm nhiệt sẽ không được được nghỉ đấy mọi người ạ. Nó thiết kế như thế. Và ở đây con này thì nó là đồ nồi điện tử, nồi đa năng điện tử, nên nó ở giữa đáy của nó sẽ có một cái cảm biến nhiệt đấy nhá. Cái cảm biến nhiệt này sẽ đo được nhiệt độ, để ví dụ nhiệt độ quá cao nó báo lỗi, hoặc là nó không cho chạy, hoặc là ở chế độ ủ nó cũng là dựa theo cái nhiệt độ đấy để nó đưa ra lệnh ủ nhá mọi người nhá. Lệnh ủ nó đo, tóm lại là con dây này nhiệt ở giữa nó đo được nhiệt độ mọi người ạ. Nó thiết kế như thế thôi mà. Thì như vậy là nó có những cái bị hở, như là do nguyên nhân ấy, là do phần cơ khí có vấn đề này, hai là do cái giòn này bị rách nhá. Và đặc biệt cái này mình hay gặp nên mình cố tình mình làm video ấy, đó là cái van này đang bị hỏng này. Cái van này van áp suất thấp. Tức là tóm lại là cái van này ấy, là khi chúng ta mới nấu nước bắt đầu sủi, nước bắt đầu sủi thì cái khói đầu tiên ấy là nó sẽ tạo áp suất, nó đẩy cái này lên để cái này van này kín. Khi cái van này kín thì tương đương với là cái van đấy nó kín, nó đẩy lên ở đây này các bạn này, ở cái lỗ này này. Cái van này đẩy lại đến kín thì tương đương nó cũng cái nó có một cái chốt kết hợp với cái van đấy. Cái chốt kết hợp với cái van đấy thì khi cái van này nó đẩy lên ấy. Đây này mình thử xem nào. Không ấy được nữa nhỉ. Để mình ấy lại đã. Không được, nó có cái chốt. Tóm lại là khi mà cái này nó ép lên ấy, thì là nó sẽ có một cái chốt khóa để không cho người sử dụng mở được ra nữa. Tức là nó đang tạo áp suất, nó không cho phép mở. Vì khi mà áp suất thấp tụt hết ấy, thì vào cái này nó tụt xuống thì bắt đầu nó mới cho phép người sử dụng mở được vung nhá. Tóm lại đây là cái van thấp áp và cũng là cái xì thấp áp ấy, và cũng là cái an toàn để khóa mọi người ạ. Còn cái van suất thấp áp cao ở đây, khi đạt áp cao thì nó sẽ xì ở đây một chút này, cái van to này mọi người nhá. Thì cái này bị lỗi ở đây là do chính là do mình rất hay gặp luôn. Không hiểu do cái thiết kế này nó không hay hay sao ấy. Nó có một cái cao su ở đây này mọi người này, nó vào cái khe này này. Đây để mình để chiều ngang này cho chúng ta sẽ nhìn được này. Nó có một cái cao su ở đây nhá, để khi mà tạo áp suất thì cái cao su ấy nó ép lên nó sẽ tạo kín ở đây, tức là nó đóng cái van này. Và cái nguyên nhân hở của cái nồi này mình đang gặp ấy, đó cái cao su này bị mất rồi, có thể là trong quá trình nấu ấy, cái giòn đấy nó bị rách, hoặc là khách lau chùi thì bị bong bay mất nhá mọi người nhá, mình rất hay gặp luôn. Do đó mà nó bị xì và nó lỗi không tạo áp suất và chân đẩy cháy đấy mọi người. Thì cái giải pháp nhá, cái giải pháp thì bạn nào có những cái nồi xác lấy ra thì ok, hoặc như mình không có thì cái này thì chúng ta sẽ cắt một cao su chúng ta đặt vào đây. Nhưng mà mình khuyên mọi người không nên dùng những cái cao su xăm xe máy các thứ nhá, thì nó sẽ độc. Nên mình toàn tận dụng ấy, là mình sẽ cắt bằng cái những cái giòn của những cái lồi cơm bỏ đi này, hoặc là những cái bình siêu tốc, hoặc những cái bình thủy điện ấy, là chúng ta sẽ lấy những cái giòn này. Thì nhà sản xuất họ đã tính toán là cho nồi cơm cho người sử dụng là ăn uống hơi nước vào thì nó sẽ an toàn cho người sử dụng nhá. Nên mình toàn dùng cái này mình cắt để mình làm thôi, để cho tăng cái sự an toàn cho người sử dụng. Chứ xăm lốp thì mình nghĩ là nó độc hại mọi người nhá. Tóm lại chúng ta sẽ tận dụng những cái bỏ đi cũng liên quan đến phần làm giòn riêng này để chúng ta làm nhé. Và đây mình đã làm được hai cái, để tí nữa mình sẽ test cho chúng ta tham khảo nhé. Mình làm luôn hai cái luôn này để nó tạo độ kín thôi. Mình sẽ lắp vào đây, nó không đẹp như cũ đâu nhưng mà nó an toàn là được. Và khi nấu ấy là nó sẽ đẩy lên mọi người ạ. Cái này mình đang bị khóa kiểu gì mình không đẩy được nó lên như này. Nó có cái chốt của nó. Là khi mà áp suất đạt lên ấy, thì bắt đầu nó sẽ ép kín ở đây. Nó áp kín ở đây thì áp suất sẽ tăng nữa. Và bắt đầu là có khả năng đấy, là cái này sẽ xì và áp suất đạt được. Thì là cái dưa le này này nó ngắt đấy mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ test cho chúng ta tham khảo và mình cũng kết thúc video luôn nhé. Sau khi mình xử lý cái van đó thì nó đã kín. Tất nhiên là do nó vẫn chưa chuẩn lắm, nó có hơi một tí hơi xì thôi nhưng không xì mạnh nữa. Và chúng ta sẽ thấy này, khi mà tạo được áp suất ấy, thì cái van áp suất nó bên trong nó giãn nở ấy, và cái dơ le áp suất nó sẽ tác động được
nhả cái dư này áp suất thì bắt đầu nó sẽ ngắt dòng nhé. Các bạn để ý đấy, nó đã ngắt dòng rồi nhé. Mọi người thấy không? Nó đang ngắt dòng, tức là hiện tại là đang ở chế độ chờ, và tất nhiên là lúc đấy là từ 10 nó bắt đầu nó sẽ đếm về 9, về 8 chứ nó không phải ở 10 mãi nhé. Nếu mà nó hở nó cứ ở 10 mãi và cháy cả cơm nhé. Và đây chúng ta sẽ thấy này, cái này nó đã có áp suất này, nó động động tí nó đã xì rồi này, các bạn thấy không? Đấy. Và mình xì nhá, mình xì giả lập là áp suất bị mất nhá, thì bắt đầu nó lại đóng lại này các bạn này. Các bạn để ý mình xì bớt đi, giả áp suất nó giảm này. Khi mình xì thì áp suất trong nó giảm thì tương đương là cái độ giãn nở bên trong nó nén xuống đáy nồi ít, thì bắt đầu là cái dơ le áp suất nó lại dính vào, thì bắt đầu con vi xử lý lại nhận được và đưa lệnh ra lại đóng dơ le nhé. Đây mình xì này, đấy nó đóng dơ le này, và chờ một chút nha, bắt đầu nó lại đạt được áp suất đấy. Bây giờ là mâm nhiệt đang bất cấp điện để đốt nóng tiếp, và bắt đầu lại tạo ra áp suất, và chúng ta sẽ để ý nhé, nó sẽ ngắt rồi này. Mình cho có tí nước này mà. Đấy, nó đã chạy về 8 rồi, các bạn thấy không? Đấy, đã ngắt, mình nghe tiếng kêu tạch rồi. Như vậy là nó đã ok nha mọi người nhé. Hy vọng qua video mọi người này có cái mẹo để có thể xử lý những cái nồi cơm áp suất, có thể là nồi điện tử như này, hoặc cái nồi cơ với cái lỗi là bị cháy khét hoặc cháy cơm, nguyên nhân ấy là do bị xì khí xung quanh nhá. Bị xì khí như mình đã nói lúc đầu video rồi, là những cái nguyên nhân đấy, và chúng ta sẽ xử lý làm sao cho nó vẫn chạy được lại, trở lại trạng thái bình thường nhá. Chào tất cả mọi người.